Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với những video của showroom Sài Gòn Car Thủ Đức và em là Như Quỳnh ạ. Showroom Sài Gòn Car chúng em là trung tâm mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô cũ đã qua sử dụng và cam kết 100% xe bán ra là xe nguyên bản, không lỗi, không đâm đụng và không ngập nước nha. Ngày hôm nay thì em Quỳnh sẽ giới thiệu cho chúng ta một chiếc SUV đến từ thương hiệu của Mỹ. Chevrolet thì không còn quá xa lạ đối với người tiêu dùng phải không ạ? Và những ai mà yêu thích Chevrolet, yêu thích Captiva thì đây có lẽ là một sản phẩm mà mọi người nên lưu ý và theo dõi video của em Quỳnh nhé. Ở trước màn ảnh nhỏ của chúng ta chính là chiếc Captiva 2016. Xe lăn bánh loanh quanh được hơn 80.000 km đăng ký biển thành phố, khá là ưng mắt đấy ạ. Thiết kế với nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da màu đen nguyên bản từ năm 2016 đến nay. Mà chất liệu da và chất liệu sơn si của chiếc xe này vẫn đẹp như vậy. Chúng ta sẽ cùng em Quỳnh đi khám phá ngoại thất cũng như là những chất liệu sau 6 năm sử dụng của chiếc xe này nhé. Từ năm 2016 thôi nhưng mà Captiva đã có rất nhiều option mà trên những xe sang mới có. Và rất hiếm khi chúng ta bắt gặp những cái option đó. Trong tầm giá hơn 500 triệu bây giờ chúng ta đang sở hữu một chiếc gầm cao 7 chỗ đến từ một thương hiệu lâu năm trong ngành xe. Khung gầm máy móc thì cực kỳ đầm và chắc và có rất nhiều option đi theo nó. Tại sao chúng ta không chọn Captiva phải không ạ? Có một nhược điểm nhỏ nhỏ mà trước Captiva này ai mà đã tìm hiểu và ai đã biết về Captiva thì em Quỳnh cũng nói luôn là hơi tốn nhiên liệu một tí. Nhưng mà so với giá thành của giá xăng bây giờ thì em nghĩ là với động cơ 2.4 nhỉ? 2.4, 2.8 ấy thì không thành vấn đề bởi vì xăng bây giờ chỉ có dưới 20.000 một lít thôi. Chúng ta sẽ cùng tiến lại gần một chút nhá, nhìn qua cản trước, cụm đèn cũng như là lớp sơn bề mặt này. Cái cản trước là cái rất dễ đánh giá để một chiếc xe là gầm bệ có chắc chắn và có phải sơn si lại không. Captiva phải xe đẹp thì mới dễ bán vì thực sự dòng Chevrolet này nó rất là kẹt khách. Ai mà đã từng yêu thích Chevrolet rồi thì chắc chắn là không thể bỏ qua Captiva đâu ạ. Gương cập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ từ năm 2016 đã có gương cập chỉnh điện rồi. À quên một chi tiết là rửa đèn pha nhá. Cái rửa đèn pha này thì không phải xe nào cũng có. Thật sự là em Quỳnh rất khi hiếm gặp cái chế độ rửa đèn pha này. Đây là rửa đèn pha này, cảm biến trước sau xe toàn xe là có. Cái rửa đèn pha là hiện tại ở nhà em Quỳnh chỉ có tồn tại trên chiếc Optima thôi. Và đây là Captiva là chiếc thứ hai. Mà từ năm 2016 mà Captiva đã có rửa đèn pha rồi đấy ạ. Gương thì gập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ mang lại rất nhiều tính năng an toàn khi mà chúng ta chuyển làn. Ghế da thì qua 6 năm sử dụng rồi, 80.000 km rồi nhưng mà da vẫn rất còn mới. Và một số chi tiết trên xe là vẫn còn bọc nguyên ni lông nhá, một chủ từ đầu. Option của chiếc Captiva này thì có rất nhiều để nói và chế độ an toàn của nó thì cũng được đánh giá cao trên thị trường xe. Một số chi tiết như gương này vẫn còn bọc ni lông và chúng ta đang có cửa sổ nóc ở chiếc xe này đấy ạ. Với những dòng LTZ của Chevrolet thì các nhà sản xuất Chevrolet luôn luôn thiết kế cửa sổ lock của chúng ta. Chúng ta bắt gặp cửa sổ lock trên chiếc Cruise LTZ nữa đấy ạ. Mình qua ốc vít cánh cửa một chút nữa đấy. Ở thời điểm đó mà ghế lái đã có ghế chỉnh điện rồi. Hiện tại thì chiếc xe nhà em Quỳnh được trải thảm sàn 6D nhá, trần chám 6D nên là rất sạch sẽ. Anh chị rửa thì khi mà đi rửa xe cũng như là trèo lên xe thì xe sẽ sạch sẽ hơn và thực sự so với sàn lỉ hay sàn nhựa. Ở hàng ghế phía sau thì có một cảm giác rất là rộng rãi khi mà ngồi. Chiếc xe nhà em Quỳnh thì trải thảm cũng như là đằng sau lưng của hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba là trần chám 6D hết. Chiếc xe như được tân trang lại một cái diện mạo mới. Đây là cốp nhá, khi mà em Quỳnh đã hạ hàng ghế thứ ba xuống, bây giờ chúng ta sẽ cùng lật lên. Ngồi hàng ghế thứ ba cũng khá là thoải mái đấy, cho bọn trẻ con ngồi được mà thực sự là người lớn cũng ngồi được.
có rất nhiều chi tiết tinh tế mà chỉ có trên chiếc Captiva này mới có. Ở hàng ghế thứ ba thì có hộc để đồ này, chỗ để nước, tiện di chuyển hơn trên những cung đường xa. Điều hòa của Captiva thì cực mạnh nhá. Cảm giác là mát quá là sâu luôn vì cái khung sát của Captiva quá nặng. Cảm biến thì quanh xe rồi. Xe đăng ký biển thành phố nên là anh chị nào mà ở biển thành phố thì là giữ nguyên con biển này và không tốn chi phí là 20 triệu tiền biển. Chúng ta tiến lại gần đằng trước nhá để kiểm tra khoang máy của em Quỳnh. Cabo thì có hệ thống là trợ lực nên là không phải cài cài như những cái xe bây giờ, tiện lợi hơn. Khoang máy của Chevrolet thì đây mọi người nhìn qua đi, em Quỳnh thì cũng đã rửa sơ qua rồi. Nhưng mà những cái gì nguyên bản thuộc về xe là còn nguyên nha. Sơn zin keo chỉ, ốc vít là không mất đi một ly nào cả. Về chất lượng sản phẩm bên Sài Gòn Ca thì có cam kết cho anh chị bằng văn bản và bảo hành từ 3 tháng lên tới 10.000 km. Nên là chúng ta yên tâm khi mà lựa chọn sản phẩm bên em Quỳnh nhá. Hoặc là mọi người có vấn đề thắc mắc gì về một chiếc xe mà muốn hiểu rõ hơn thì nhớ các bạn Zalo hoặc là đến trực tiếp địa chỉ. Các bạn trong team Sài Gòn Ca sẽ hỗ trợ quý anh chị. Vừa rồi thì em Quỳnh đã quay cận cảnh về chất lượng cũng như là báo giá về tất cả thông số kỹ thuật ở trên chiếc xe Captiva 2016 này. Ở hiện tại em Quỳnh đang chào bán chiếc Captiva 2016 biển thành phố, nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da màu đen, lăn bánh được hơn 80.000 km với giá là 545 triệu. Ở hiện tại thì dòng này là không hỗ trợ trả góp ngân hàng, quý anh chị để ý giúp em nhé. Ở ngân hàng thì hơi hạn chế dòng MG, VinFast và Chevrolet, nên là mọi người thông cảm giúp em. Anh chị có thể thế chấp hoặc là bằng một cách khác để sở hữu em nó. Hãy đến với Sài Gòn Ca trải nghiệm, sở hữu và lái thật chiếc Captiva 2016 này nhé. Mọi người nhớ like, theo dõi kênh Showroom Sài Gòn Ca để ủng hộ em Quỳnh có nhiều động lực hơn nữa để ra rất nhiều video hay hơn nữa cùng mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.